Ok, lên lên gì lên. Ya tabo. Okay, ya tabo. Mimi. Tabo, ya sebelah. Ya tabo. Ya tabo. Tabo sega sega. Okay, hello chào các bạn. Okay, hello chào các bạn. Mình tên Adrian. Oh, chào các bạn, tên Nami. Okay, chào các bạn. Okay, bạn đấy, chào các bạn Việt Nam. Ok bạn, chào các bạn đến với channel Quang Dùng Vlog Cuộc Sống ở Châu Phi. Ngày hôm nay thì mình cùng quay lại bản, cũng như là hôm nay thì mình sẽ là phát cho các em nhỏ là những quyển vở cũng như những cái bút chì để cho các em nhỏ là có thể là hành trang để đi học mọi người cho những cái buổi học sắp tới. Thì thật ra thì cái nhà văn hóa này thì cũng để mở ra để thứ nhất là để cho người dân có thể một nơi để hội họp. Thứ hai là thì cũng giúp đỡ được phần nào đó những em nhỏ đấy muốn đi học và muốn biết chữ thì cũng giúp đỡ phần nào để cải thiện về cái trí thức mọi người một tí như vậy thôi. Só tenho aqui as crianças, mas tenho mais pessoas, mais adultos que querem também querem estudar, mais de 100 pessoas que querem estudar. Como ontem disse que só preciso as crianças, okay. É porque eu reuni as crianças que você encontraste hoje, mas temos ainda adultos que precisam estudar. Sim, sim. Até as mamãs mesmo, as mamãs de casa também com as crianças, também querem aproveitar e estudar. Não tem problema. Tá bem, mamá, não tem tempo, né? Sim, sim. Não tem tempo, já. Tá bom, mas agora, aqui é aula de manhã, você que deu? Sim, sim, de manhã. Ah, sim, que sim. Tem dois aulas? Sim, sim, duas aulas. Essas aulas são as pessoas que estudam de manhã, mas outros vão vir à tarde, que vão estudar à tarde. Ah, sim, também as mamães querem estudar, mas é de noite. Ok, já, tá bom. Mas sim, agora, quando que aquele tempo que não tem cadeira, você também já meteu aqui para estudar já, né? Sim, sim, sim. Vamos ok, sim, sim, já, tá bom. Sim, sim. É bom, đấy là ngày hôm qua thì mình có dặn bác trưởng thôn là tất cả em nhỏ, nhưng mà bác trưởng thôn cứ nghĩ là chỉ có những em nhỏ của lớp buổi sáng thôi. Thật sự cái lớp học của anh thầy giáo này thì cũng đã tồn tại khá lâu rồi, nhưng mà hôm như lần trước là ngồi ngoài kia mọi người thì nhưng mà bây giờ lại có ngôi nhà văn hóa rồi, cho nên là toàn mấy em nhỏ thì đến học ấy ta bông. Mà dần tao agora vou fazer o oferecer tudo pessoa aqui e resto à tarde vamos fazer mais daí e o mais velho quer estudar também dá aí aí Estamos juntos? Sim! Nhưng mà mình thấy thì cũng có rất nhiều em nhỏ mọi người, chắc là đấy để hôm nay để cho vui thôi. Tại vì là chủ yếu thì những em cũng phải khoảng tầm khoảng 6 7 tuổi như vậy thì mới học được mọi người. Thì vì là đấy thì phải học được, chứ coi những em nhỏ quá như này thì chắc là cũng chưa học được. Em sẽ ký tiếp qua kia nó đã bị sửa đây đã đấy nào nó đây đã chào các bạn Việt Nam em là Farah, chào các bạn kì Việt Nam em bạn đấy mình đã chuẩn bị mua đây nhiều sách vở mọi người thì đấy là mình mua nhiều tại vì là cũng khoảng 400 quyển như vậy vì mình nghĩ là lớp học thì chắc là mình nghĩ là hôm nay đến cả nhưng mà do là bác trưởng thôn chỉ có là gọi bác trưởng thôn chỉ có là gọi những cái em mà học buổi sáng mọi người, nên bây giờ thì chỉ mời tất cả em nhỏ vào trong và các em nhỏ vào trong và sẽ phạt từ thế này phạt sách vở trước, còn cái bút này thì mình sẽ phạt cho các anh lớn hơn mọi người,
cái anh lớn hơn thì sẽ sử dụng bút, còn cái em nhỏ thì sử dụng bút chì thôi, bút chì và bút chì. Dạ Taki, dạ, você agora o dois professor aí vamos dar o caderno e o caderno. Já. Muito obrigado, okay. Muito obrigado. Para depois la viseira aqui vermelho. Sim. Aqui tem la viseira vermelho para escrever ou fazer trabalho. Tá bem, tá bem. Entende? Sim, sim, sim. Já, é. Ah. Esse aqui tipo professor já. Sim, sim, sim. O senhor nome que? É Eduardo. Eduardo. Também já dá aula? Sim, dou. Do aula já? Sim, eu. Ok. Sim, sim, sim. Então, quando jovem aqui que está ocupado e a senhora vem me ajudar? Muito obrigado. Só me dá trabalho. Sim, 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 sim. Dá muito yeah. trabalho. Depois, sim, sim. Uma vez também quer ajudar, também dá. Tá bem, tá bem. Depois tá vou bem. Ver se vai meter uma solar aqui. Tá bem, tá para se for mais velho que ajudar à noite. Tá bem, tá bem. Vai a toàn dành là xóa mù trừ mọi người. Là vì là bà thường thốn bảo là kể cả những người già và những người lớn tuổi giống như tuổi của bác là những người nào cũng không biết chữ mọi người là muốn học hay thì những người lớn cũng muốn học mọi người cho nên là gọi là thì mình cũng có đến thôi sau này thì vì có điều kiện thì mình sẽ lập thêm cái năng lượng mặt trời nữa mọi người năng lượng mặt trời ở chỗ cái khu vực này nữa là vừa buổi tối nữa để lâu lâu cho giao lưu văn hóa là mang cái tivi của bác trưởng thôn lại đấy và cho em nhỏ xem tivi cũng như là nhiều đó mọi người rất là vui đấy depois có một mình tới giao kỳ cùng đi para coisas tá bem rất là vui thế sau này thì mình sẽ lắp mọi người đấy giờ tá bom agora tudo entra aqui entra devagar com cantar. Con cantar, canta, bate mal, canta, entra. Una canción ahí. Va a sentar en un lugar, ¿ya? Va a sentar en un lugar. A lo mejor, como acá, ¿ya? Mimi. Ay. Oye, devagar. Devagazo. Senta umas assim, três, quatro pessoas. Vai oferecer para tudo essa aqui fica aqui tem sim, sim. É? A pessoa que tem o coiso vou guardar também fill up também tá, tá. Yeah, o fill up ou agora fill up você guarda sim, sim. Quando é lá né é ele que vem depois alguém que está estragado lá você que ajuda com ele tá bem, tá bem. Cái này chắc là mình sẽ để nó chỗ nhà của thầy giáo mọi người hoặc là mình phạt nhưng mà có là những em nhỏ thì mình để cho thầy giáo thôi không nó để về mắt đấy thứ hai là cũng là khi lúc nào đến lớp thì mình học thôi mọi người nó đến lớp thì vou você rápido. Escola é bonita. Entrega. Entrega. Já. Aquela é muito pequena, não, é? Muito pequena, não. Não vai conseguir. Já, mete em cima. Mete aqui. Oh, Mario, Maria. Aquela grana você é sua. Vai chegar aqui. Lá vai chegar tudo aqui. Vem daqui. Biquinho não no lá. Come on in. Bebe o bebe. Já. Rồi. Bạn hôm nay thì mình nghĩ là chỉ để là phát sách vở thôi chứ còn chưa cho vào học mọi người
gọi là phát sách vở cho các em nhỏ trước hành trang trước mọi người ạ. Và phân chia lớp. Nhưng mà bây giờ thì anh thầy giáo này đã phân chia lớp rồi. Có nghĩa là phân chia lớp buổi sáng buổi chiều rồi. Hôm nay thì có rất nhiều em nhỏ hơn nữa cũng không đến học đâu. Nhưng mà cũng đến đi cùng với anh chị cũng như là đi để này chơi thôi mọi người. Đấy. Tá se tem mal aí? Ah, deixa eu ver, tô sentindo mal. A constipação e a tosse tá me sentindo, tô sentindo febre. Ah, tá bom, agora pode ir pra casa descansar já. Tá bem. Já? Mas só queria agradecer o trabalho da Vietnam que está fazendo. Muito trabalho que a Vietnam está fazendo nesse tempo, pá. Em primeiro lugar, recebemos arroz, então roupa, medicamento. Agora a Vietnam nos construiu essa escola. Para as crianças estudarem, eu estou muito feliz, já. Até agradeço muito até o tempo. Yeah. Esse trabalho deve continuar até o andar do tempo. Okay. Muito obrigado, Sr. Valente. Các bạn đây thì rất là vui. Thì các em nhỏ thấy là bây giờ được ngày xưa thì ngồi dưới đất mọi người, ngồi đất ngồi ở trong bụi cây đấy. Bây giờ được ngồi ba em ghế bình thường rồi. Thì tất nhiên là cũng chưa đầy đủ lắm đâu, chưa hoàn thiện lắm đâu, nhưng mà mình sẽ cố gắng là hoàn thiện nữa, sắp xếp cho nào đó cho nó gọi là ổn thỏa nhất. Thì bây giờ là cả em nhỏ đấy là bây giờ là cũng rất là nhiều mọi người, nhưng một cái lớp học này thì chỉ có không thể nào mà chữa đủ được cả, cho nên là nhiều người em nhỏ hơn một thiếu một tí thì cũng chưa đi học được đâu. Turujate si kade ana farao tu ma ve turujate si. Ok, agora bate mal. Espera, leva cadeira assim, leva tudo, leva cadeira assim. Ya. Ai. Okay. Ya. Ya, tá bom. Tá bom. Tá bom. Ya, tá bom. Aí, bạn, thì tất cả em nhỏ là có rồi. Thì mais agora você tem que organizar mais aqui, né? Sim, vou organizar. Depois, como tem algumas crianças, vamos estudar, depois vou dividir. Outro vão estudar de manhã, outro vão estudar mais tarde, conforme assim, porque tem muitas crianças aqui, essas crianças que não conseguem bem. Ah, então, ok. Então, vou lhes dividir. Ok, já. Yeah. Também tem alguns mais velhos, esses aqui, vou lhes dividir. As crianças vão estudar numa hora, outras também vão estudar numa hora. Ok, você então, organiza a sua isso. Vou organizar yeah. Muito bem, sim. Ainda é de rápido, mas com ele... Cấp bậc là cũng học gọi là tầm khoảng là đại học với nhau ở nhà mình đấy, gọi là đại học ấy, gọi là đại học gọi là trung cấp cao đẳng mọi người, cho nên anh ấy cũng khá là giỏi và khá là biết rất là nhiều thứ. Thì anh ấy có anh ấy thì anh ấy sẽ sắp xếp ổn thỏa. Ngày hôm nay thì có rất nhiều em nhỏ là cũng chưa biết viết đâu, nhưng mà cũng để đây vì là chơi mà, vì là để mà thầy vui cũng như là muốn ngồi học. Dạ thưa bông, depois se organiza bem isso, só para organizar bem isso. E mais ver também quero estudar por isso para mandar ver. Tá, tá bem, tá bem. Quando é sách vở mình muốn rất nhiều mọi người. Tại vì ngày hôm nay thì mình cứ nghĩ là sẽ tập trung toàn bộ. Nhưng mà anh ơi đó là số này thì mình sẽ cắt lại cho anh này. Và sẽ giáo anh này là đi giáo cho những em nhỏ lớn hơn. Thì buổi chiều là cái lớp học dành cho các em lớn hơn mọi người. Các em lớn hơn, các em có nghĩa là các em lớn hơn mà không có điều kiện đi học đấy. Isso para a pessoa que consegue escrever. Sim, sim, sim. Escrever isso. Tá bem, tá bem. Essa aqui depois eu vou ver aqui para ver se ela está estudando como. Depois eu vou dar uma coisa para você. Tá bem, tá bem. Sim, sim, sim. Muito obrigado, muito obrigado. Daí thì hôm nay rất là vui mọi người. Các em nhỏ đã đến lớp thì đã được ngồi học ở những cái chiếc bàn ghế giống như là Việt Nam luôn đấy. Thì một lần nữa thì mình cũng muốn cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều đã luôn quan tâm và theo dõi và đến kênh Quang Dũng Vlog Cuộc Sống Châu Phi. Thì hôm nay cái video này chắc là mình sẽ kết thúc đây thôi. Thì mọi người cảm thấy video hay về nghề sẽ một like, một share cũng như đăng ký kênh Quang Dũng Vlog Cuộc Sống Châu Phi nhé. Ok, nào phải like, chào các bạn. Chào các bạn. Chào các bạn. Bamoni. Bamoni. Ok. Eu vou vir aqui, né? Eu vou vir aqui para fazer teste. Fazer teste, fazer prova. Sim, sim. Fazer prova, quem que mesmo que tá, sabe bem, estuda bem, escreve bem, eu vou dar a minha bolacha com roupa. Já? Yeah? Já, professor. Tá bom. Muito obrigado. Sim, tá bom, já? Yeah? Fica bem para a coisa, trabalho. Tá bem, yeah. Tá bem. Obrigado, muito bem. Sim, sim, sim. Đấy là bạn thân thân hôm nay cũng ổn mừng ạ. Ổn nhưng mà lại cũng rất là để đây cũng chung vui với cả em nhỏ. Mới là thương kìa. Agora là vai, já tem medicamento, né? Não tenho medicamento. Ah, vai beber já hoje, já tarde? Sim, 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 sim. Ok, sim, sim, tá sim. Bom, fica bem. Tá bem, tá bem. Continua conosco. Se não ficar bem, então, yeah. Deus é que sabe. Ok, tá.